Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tuổi Bóng Đá trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 9. Như vậy là trận đấu vào tối ngày hôm qua, ngày 16 tháng 9 thì đội tuyển U20 Việt Nam và đội tuyển U20 Indonesia thì cũng đều có những chiến thắng cả. Với đội tuyển U20 Việt Nam thì chúng ta đã có một chiến thắng khá đậm đà với tỷ số 4-0 trước đội tuyển U20 Timor-Leste. Và với đội tuyển U20 Indonesia thì họ cũng đã có một chiến thắng cùng với tỷ số đó là 5-1. Và với Indonesia thì đáng chú ý trong trận đấu ra quân vừa qua thì ông Shin Tae-yong chỉ giữ lại đúng hai vị trí giống với trước trận đấu đấy, đó chính là thủ môn và một vị trí khác đó là cầu thủ hậu vệ cánh trái, đó là Beri Santoso. Và chính những cầu thủ còn lại thì đều là những cái tên rất mới mẻ trong đội hình của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, chia sẻ trước trận đấu trong cuộc họp báo giữa đội tuyển U20 Việt Nam và đội tuyển U20 Indonesia thì ông Shin Tae-yong cho biết rằng là 9 cầu thủ thay thế đều tất cả là những tên dự bị mà thôi. Ông muốn kiểm tra chất lượng của những cầu thủ của đội B và kết quả thực sự là vô cùng mỹ mãn. Ông này có chia sẻ rằng: "Vâng, ý định của tôi đó là đưa những cầu thủ đội B vào sân xem rằng khả năng của họ thi đấu như thế nào. Thực sự là tôi rất vui khi mà xem họ thi đấu. Họ đã chơi rất nỗ lực và để đạt được một kết quả vô cùng ấn tượng. Tôi xin chúc mừng cho họ. Họ xứng đáng có mặt trong trận đấu cuối cùng để đấu đội tuyển U20 Việt Nam và tôi tin rằng họ sẽ hoàn thành tốt ở cuộc đấu đầu này. Chúng tôi đang cực kỳ tự tin." Và quả thực trong trận đấu vào tối ngày hôm qua, nếu chúng ta không biết rằng những cầu thủ của U20 Indonesia là những ai thì có lẽ cũng rất khó để có thể nhận ra đâu là đội hình A, đâu là đội hình B. Và thậm chí trong trận đấu vào ngày hôm qua và buổi tối ngày hôm qua, trong hiệp 1 chúng ta thấy rằng đây thực sự là một đội bóng rất khủng khiếp. Họ đã phô diễn được một sức mạnh áp đảo tuyệt đối so với U20 Hồng Kông. Nhưng sau đó sang hiệp 2 thì có vẻ như là họ cũng đã hụt hơi và không thể duy trì được một cái nền tảng tấn công liên tục giống như những gì mà hiệp 1 vừa qua họ đã từng làm. Và để đối đầu với đội tuyển U20 Việt Nam thì đương nhiên chúng ta với lứa những cầu thủ trẻ thì tôi nghĩ rằng cái sự chênh lệch về mặt trình độ là không lớn. Tôi khẳng định một điều như vậy, đương nhiên vẫn sẽ có những sự chênh lệch nhưng sẽ là không lớn. Vì vậy với U20 Indonesia thì tôi nghĩ rằng với đội hình B của họ thì cũng không kém gì so với đội hình A cả đâu. Thế nhưng ông Shin Tae-yong có khẳng định rằng là hoàn toàn có thể tung những cầu thủ này vào sân để đối đầu với đội tuyển U20 Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là ông ấy thực sự hiện nay đang rất tự tin. Trong một thời điểm mà đội tuyển U20 Indonesia chỉ dẫn với tỷ số 3-1 trong khoảng thời gian chỉ còn 10 phút nữa thôi, thì tôi thấy rằng là trên gương mặt của ông Shin Tae-yong cũng đã có rất nhiều những sự lo lắng rồi. Thế nhưng ngay sau đó khi mà có được thêm hai bàn thắng thì cái cơ mặt của ông này đã giãn đi ra khá nhiều. Điều đó cho thấy rằng là ông này cũng lo lắng chứ không phải là quá tự tin khi mà có cuộc đấu sắp tới với đội tuyển U20 Việt Nam đâu. Và liệu rằng đây có phải là một chiêu bài mà ông Shin Tae-yong đang muốn đặt ra để dành cho huấn luyện viên Đình Thế Nam hay không? Bởi thực tế là với đội hình chính vừa qua họ được nghỉ như vậy là khá nhiều. Những cầu thủ chính gần như được nghỉ trọn vẹn trận đấu vừa qua của đội tuyển U20 Indonesia. Vì vậy mà chắc chắn là đội tuyển U20 Việt Nam sẽ gặp một vấn đề khá lớn về vấn đề về mặt thể lực. Chắc chắn là như vậy rồi. Mặc dù vừa qua thì chúng ta cũng đã tung rất nhiều những cầu thủ trẻ vào sân, những cầu thủ trụ cột sau đó chỉ vào sân từ băng ghế dự bị thôi. Nhưng đó là một trận đấu rất khó khăn khi mà Timor-Leste họ vẫn cho thấy được là một đội bóng rất khó chơi, rất khó bị đánh bại khi mà có một cái nền tảng thể lực tuyệt vời. Đã khiến cho đội tuyển U20 Việt Nam chúng ta mất sức đi khá nhiều. Và với việc là họ đội tuyển U20 Indonesia có sự đồng đều về những mặt nhân sự, đó là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Thực sự đó là đội bóng mà những nhân sự mà được gọi lên đội tuyển U20 Indonesia vừa qua là một đội bóng rất đồng đều. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp những khó khăn. Và cuối cùng thì ông Shin Tae-yong có khẳng định quyết tâm trong cuộc đối đầu với học trò thầy trò huấn luyện viên Đình Thế Nam rằng: "Đối đầu với U20 Việt Nam chắc chắn rồi, với chúng tôi đó là trận đấu rất quan trọng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình và sẽ thi đấu với khả năng tốt nhất để đánh bại họ trong trận đấu này." Còn với đội tuyển U20 Indonesia thì vừa qua thủ môn của đội tuyển U20 nước này đó là Kaya. Cầu thủ này vừa qua đã gặp một chấn thương kinh hoàng, đã bị ngất lịm ngay trên sân sau một cú va chạm với chính đồng đội của mình. Và thông tin cũng rất vui nhận được thì cầu thủ này cũng đã hồi phục trở lại rồi, đang sớm có thể là trở lại. Nhưng có lẽ rằng trận đấu sắp tới với U20 Việt Nam thì cậu này sẽ vẫn phải tiếp tục ngồi dự bị hoặc là nhìn những cầu thủ của mình thi đấu thôi, thậm chí không dự bị. Vì vậy mà dù sao đi chăng nữa, với thông tin là cầu thủ của Indonesia khỏe mạnh, tôi nghĩ rằng đây cũng là một thông tin vui đối với các cổ động viên Việt Nam.
Bởi với những cầu thủ trẻ và những cầu thủ thì chúng ta cũng không bao giờ mong muốn rằng là đối thủ của chúng ta lại gặp những vấn đề như vậy cả. Đương nhiên là như vậy rồi. Xin chúc cho thủ môn của U20 Indonesia sẽ sớm khỏe mạnh, sớm xuất viện và chúng ta sẽ có những cuộc đối đầu hay nhất với những lực lượng mạnh nhất khi có ở trong tay. Hiện nay thì bảng đấu của đội tuyển U20 Việt Nam ở giải U20 châu Á này đang diễn ra một cách quá kỳ lạ. Chúng ta và Indonesia có những kết quả gần như là giống hệt nhau và kể cả chỉ số phụ nữa. Còn nếu về tính thẻ vàng thì chúng ta đang có 3 thẻ, còn Indonesia là có 2 thẻ. Tuy nhiên như tôi đã nói thì theo luật hiện nay thì sẽ không tính về cái chỉ số phụ này. Vì vậy mà hai đội nếu có hòa nhau thì sẽ đá penalty để quyết định xem đội nào sẽ là đội tiến tới vào vòng chung kết với vị trí nhất bảng. Còn đội còn lại sẽ là vị trí nhì bảng nếu có cùng một trận hòa sau khi 90 phút kết thúc. Đương nhiên thì với chúng ta và với cả đội tuyển Indonesia nữa thì chẳng ai mong muốn rằng phải giải quyết nhau trên trận đấu lên lưu 1m cả. Rất là khổ đúng không ạ? Và thứ hai nữa là chúng ta cần phải có một chiến thắng để lấy chắc được tấm vé đi tiếp. Còn nhì bảng hiện nay thì đương nhiên cơ hội rất lớn nếu có được 7 điểm. Thế nhưng chúng ta cũng chưa chắc chắn về điều đó. Vì vậy chắc chắn mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Thế Nam đó là một chiến thắng. Còn với huấn luyện viên Thế Nam thì hiện nay ông vẫn rất bình thản và cho rằng trận đấu sắp tới thì đội tuyển U20 Việt Nam vẫn sẽ trình diễn một lối chơi như vậy. Và ông tin rằng và mong muốn các học trò ông sẽ tập trung cao độ, đặc biệt đó là hàng thủ, để tránh mắc những sai lầm cá nhân và những đường truyền hỏng. Với huấn luyện viên Thế Nam hiện nay thì tôi nghĩ rằng là đội tuyển U20 Việt Nam chúng ta cũng đã có những màn thể hiện khá tốt rồi. Đương nhiên hiện nay để so sánh huấn luyện viên Thế Nam với ông Shin Tae-yong, một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới, một huấn luyện viên đẳng cấp World Cup, thì đó là một sự so sánh rất chênh lệch. Thế nhưng hãy nhìn lại xem, cũng với lực lượng đó của đội tuyển trẻ U23 Việt Nam, U20 Việt Nam và U19 Việt Nam, thì thầy Lam vẫn khiến cho ông Shin Tae-yong, một huấn luyện viên đẳng cấp World Cup, vẫn phải ôm hận liên tục. Vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Đương nhiên nếu soi mặt trình độ về cái cách thể hiện về mặt chiến thuật trên sân, chúng ta thấy rằng ông Shin vẫn ở một đẳng cấp rất khác. Có lẽ rằng thầy Park mới là người có thể là có những sự so sánh tương đối với cả ông Shin được. Đó là điều mà chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra. Thế nhưng với huấn luyện viên Thế Nam, dù rằng chỉ là một huấn luyện viên nội thôi, một ông thầy rất bình thường thôi, thế nhưng ông ấy cũng đã làm được những điều khó tin trước chính ông Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia ở những cấp độ trẻ vừa qua. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng sự bình thản hiện nay là cần thiết dành cho thầy Đinh Thế Nam để chúng ta có được những kết quả tốt. Và thứ hai nữa là chúng ta hãy cùng nhìn xem với những cấp độ trẻ mà đội tuyển U20 Việt Nam, rồi U19, rồi U23 trước đây, khi mà chúng ta đối đầu với những đối thủ mạnh thì chúng ta lại chơi càng hay. Chúng ta phải nhớ rằng một cái điều đó, mặc dù vừa qua chúng ta đã thất bại tại giải U19 Đông Nam Á, thất bại trước Malaysia. Đây là một đối thủ được đánh giá là yếu hơn. Trận đấu đó chúng ta đã chơi theo kiểu áp đặt thế trận để cho đối thủ chơi phòng ngự phản công, cho nên chúng ta đã bị thua một trận đấu, thua trắng với tỷ số 0-3. Thế nhưng với những đối thủ mạnh, với việc là hai đội bóng có thể chơi đôi công, thì tôi nghĩ rằng là đội tuyển U20 Việt Nam chúng ta vẫn có những cơ sở để chúng ta hoàn toàn tự tin. Thực tế là như vậy, đối đầu với những đối thủ mạnh thì đội tuyển Việt Nam chúng ta ở rất nhiều cấp độ khác nhau lại thi đấu với một tinh thần khác đi rất nhiều. Chúng ta sẽ ít mắc những sai lầm hơn. Đó là điều mà chắc chắn quý bạn cũng có thể cảm nhận được và chúng ta có thể ghi nhớ lại được. Chúng ta sẽ tìm lại những ký ức về những thông tin như vậy. Và tôi nghĩ rằng U20 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện trong trận đấu sắp tới. Đương nhiên chủ nhà Indonesia họ đang có quá nhiều những lợi thế. Thực tế là như vậy, họ đang có quá nhiều lợi thế về mặt sân bãi, về mặt các cổ động viên, về mặt thể hình thể lực. Mà đương nhiên rồi, họ đang có một động lực lớn, đó là đánh bại được đội tuyển U20 Việt Nam để có thể là làm đi nguôi ngoai đi được những cái thất bại vừa qua, và chính là những thất bại của ông Shin Tae-yong trước ông Đinh Thế Nam. Vì vậy đây đương nhiên sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn, vô cùng khốc liệt mà đội tuyển U20 Việt Nam chúng ta sẽ phải đối mặt. Nhưng tôi tin rằng là chúng ta đừng nên quay lưng quá, bởi trước đây khi mà Đinh Thế Nam đã có những thành công, chúng ta đã ăn mừng, chúng ta đã vui vẻ như thế nào, thì hy vọng rằng là mặc dù với những thất bại vừa qua cũng khiến cho các cổ động viên cũng khá buồn ở giải U19 Đông Nam Á gần nhất. Thế nhưng tôi nghĩ rằng đó là điều mà chúng ta cần lắng lại một chút, cần suy tư, cùng nghĩ lại một chút, hãy tĩnh lặng và hãy cùng cổ vũ dành cho đội tuyển. Không có lý do gì mà chúng ta lại không cổ vũ cho đội tuyển khi mà phải gặp một đội tuyển U20 Indonesia cả.
Chưa biết kết quả nó như thế nào, thế nhưng chúng tôi cũng nhận được khá nhiều bình luận cho rằng đội tuyển U20 Việt Nam chúng ta không có cửa đâu, chúng ta không thắng được đâu. Thế nhưng nếu chưa đá chúng ta đã có những suy nghĩ như vậy thì tại sao, làm sao mà chúng ta có thể có đủ sự tự tin mà đối đầu với họ được. Hy vọng rằng là kết thúc trận đấu vào ngày 18 tháng 9 tới đây và diễn ra vào lúc 20 giờ. Khi đó có kết quả rồi thì chúng ta hãy đưa ra những bình luận cuối cùng cũng chẳng muộn. Còn tôi nghĩ rằng hiện nay đừng có quá nhiều sự chỉ trích dành cho thầy trò huấn luyện viên Thế Nam. Bởi dù sao thì chúng ta đang có mùa 2 trận thắng liên tiếp với hiệu số bàn thắng bại cũng rất là tuyệt vời. Không có gì mà phải quá đáng buồn và đáng ngại và đưa ra những chỉ trích trong cái thời điểm hiện nay cả, đúng không ạ? Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào về thông tin ngày hôm nay thì cũng có thể để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tụi bóng đá nhé. Tới đây thì bản tin của tụi bóng đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những bản tin tiếp theo.